Tôm đất nha bà con, tôm đất thì bà con biết hết rồi đúng không? Tôm đất nó rất là tốt cho sức khỏe, chứ không phải không. Nhưng mà tôm đất á, là có một số người không ăn được, và những bệnh này không ăn được. Nếu chúng ta ăn sống thì con người sẽ bị loại vuông nhiễm tấn công vào phổi vì quá nguy hiểm, nên không nhập khẩu hay là mua về để tiêu dùng, đã thì bị nhà nước cấm. Nhưng mà nó cũng vẫn qua đi đường lậu lậu gian gian để nó bán, nó kiếm lời. Những người say rượu nè, huyết áp nè, tiểu đường, xương, khớp, tim mạch, trẻ em, người lớn đang uống thuốc đau bụng, bà bầu nuôi trẻ ở phụ nữ có con đang cho con bú, quá nhiều thêm, quá nhiều đến cái xấu cho sức khỏe. Nên ta không ăn tôm đất, hay còn gọi là hùm đất. Con sâu này nguy hiểm vô cùng cho sức khỏe, bà con ta không nên ăn bà con. Chúng ta ăn thứ khác nha bà con. Bởi vì ăn sống thì nó sẽ bị các loại vuông nguy hiểm tấn công vào phổi, quá nguy hiểm, nên không nhập khẩu hay không cho buôn bán. Nhưng mà đừng lậu gian nó vẫn qua đó, hay tiêu thụ. Người say rượu nè, huyết áp, tiểu đường, xương khớp, tim mạch, trẻ em, người lớn đang uống thuốc đau bụng, bà bầu nuôi ở phụ nữ cho các con bú, quá nhiều điểm xấu, xấu quá trời xấu. Cho nên chúng ta không ăn là chắc chắn chúng ta không bị cái điểm xấu, không mới bị cái điểm gian gian tà tà xạo xạo của cái tôm này nha bà con. Rồi, chúc bà con vui trẻ khỏe đẹp. Nào nào, xin chào sao chìn.